Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập lại toàn bộ kiến thức của chương 4 và chương từ trường. Thì cái bài tập ngày hôm nay thì cô sẽ bao gồm lại luôn cả hai chuyên đề trong cái chương này. Đó là chuyên đề về từ Glaser và chuyên đề về từ trường của viện chạy trong các hướng dẫn các hình đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng vật từng dạng này của cái chương này nhé. Đầu tiên là bài số 1. Cho một đoạn dẫn dẫn mà có độ dài là 10 cm đặt nằm ngang trong một từ trường đều có vector từ trường B thẳng đứng như hình vẽ và cho cường độ dòng điện Y chạy qua dây là 2 ampe. Ở đây là vector Y trong hình vẽ và vector F thì vuông góc với màu nào luôn. Đây tạo hướng dẫn màu nào vector F vuông góc với màu nào và cho cường độ của lực từ tác động lên dây là 0.04 N và yêu cầu xác định độ lớn của cái tổng từ B. Cái này xác định tổng từ B nhé, chúng ta không có vector phía trên. Thế thì từ cái hình vẽ này chúng ta có thể và từ cái giả thiết này chúng ta có thể tóm tắt sơ qua cái bài toán này như sau. Trước khi làm một bài toán thì chúng ta sẽ tóm tắt nôm na cho nó chúng ta nắm được cái thông tin của cái bài toán đó. Đầu tiên là cho cái đoạn dây dẫn màu n là 10 cm thì chúng ta sẽ tóm tắt là màu n ký hiệu là l là 10 cm. Cái này các bạn đổi thành là 0.1 m chia cho 100. Sau đó các em sẽ có cường độ dòng điện đi qua dây là 5 ampe, cho các ký hiệu là I và độ lớn của lực là 0.4 N. Tất nhiên là trong cái bài này thì từ hình vẽ chúng ta cũng có thể xác định được cái góc alpha ở đây là góc hợp bởi hai vector, cái góc alpha là góc hợp bởi hai vector B và vector Y. Thì đề bài đã cho mình sẵn cái góc này là hai cái vector này nối với nhau rồi, thế cho nên là cái chỗ này chúng ta sẽ ký hiệu luôn là cái góc alpha này là bằng 90 độ các bạn nhé. Góc alpha là 90 độ. Và cái đề bài này họ yêu cầu mình là xác định cả bóng từ B. Như vậy chúng ta có tính độ lớn của B. Bài này rất đơn giản, đó là một cái bài liên quan đến độ lớn của lực từ. Và chúng ta sẽ chỉ có một công thức tính độ lớn của lực từ trong trường hợp bỏ qua. Đó là chúng ta sẽ sử dụng công thức đó là lực từ tác dụng lên dây dẫn. Kết quả nó sẽ bằng là 2.5.
nhân với 10 mũ trừ 3 nhân lên nhé. Đấy là độ lớn của đường condenser. Rất nhiều các bạn hỏi cái đường condenser có độ lớn là gì, thế thì cô trả lời các bạn luôn này, cái đường condenser hay bất kỳ một cái lực nào đã làm được thì nó sẽ được lên đến Newton các bạn nhé. Đó, cho nên là các bạn lưu ý cho các bạn nhiều có đơn vị là Newton và nhớ là các đơn vị, nhớ phải biết đơn vị kèm theo. Đấy là cái bài số 2 là bài liên quan đến đường condenser. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp qua một cái bài tiếp theo, đó là bài từ trường của tổng điện chạy trong các dây dẫn các hình dạng gì. Trong cái bài toán dạng như thế này ấy, thì chúng ta có ba cái loại dây dẫn các hình dạng biệt, đó là dây dẫn thẳng, dây dẫn chạy trong một cái vòng dây hình tròn, xin lỗi, dây dẫn thẳng, dây dẫn tròn, và thứ ba là dây dẫn ở dạng hình trụ. Thì khi chúng ta cho dòng điện đi qua từng cái loại dây dẫn đó thì mỗi một loại dòng điện đó nó sẽ cho ta một cái hình dạng từ trường khác nhau, và độ lớn của từ trường tại mỗi điểm do từ trường tác dụng lên các điểm đó cũng khác nhau, và công thức cũng tính khác nhau. Cho nên đây là chúng ta sẽ áp dụng một số các cái công thức của từ trường của dòng điện, từ trường của dòng điện thẳng, dòng điện chạy trong con dây dẫn hình tròn, và từ trường trong bóng dây hình trụ để chúng ta áp dụng làm cái bài tập sau. Cái bài số 3, các em ghi được bài như sau. Một dòng điện cường độ là 5A chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Đặt trong không khí. Đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm mờ. Cảm ứng từ tại điểm mờ có độ lớn là 4 × 10^-3 Tesla. Và đề bài yêu cầu mình là tìm khoảng cách từ điểm mờ đến dây dẫn điện. Tìm khoảng cách từ mờ đến dây dẫn điện. Bài này tương đối là đơn giản. Đây là một cái bài toán về dòng điện chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Khi chúng ta đọc đề bài thì các em phải chú ý quan sát cái từ dây dẫn là hình gì. Thì ở đây chúng ta có cái biểu từ là thẳng dài đó. Vậy thì từ đó để chúng ta áp dụng các công thức tính một phù hợp. Tóm tắt, dòng điện cường độ 5A chạy qua thì chúng ta ghi hiệu là I bằng 5. Và trong không khí cảm từ tại điểm mờ, tức là chúng ta có bên mờ bằng 4 × 10^-3 Tesla. Và yêu cầu mình là tìm khoảng cách từ điểm mờ đến dây dẫn, tức là tìm N. Thế thì chúng ta có thể vẽ hình ra để chúng ta hình dung. Đây là một dây dẫn thẳng mà các dòng điện chạy qua và với một điểm mờ bất kỳ nằm trong cái vùng từ trường của dòng điện thẳng gây ra, thì cảm ứng từ bên mờ đây mình đã biết là 4 × 10^-3 Tesla, và họ yêu cầu mình tìm khoảng cách từ mờ đến dây dẫn, mình ký hiệu các bạn N nhỏ nhé. Thế thì cái công thức này các thầy cô trên lớp đã cung cấp cho các em đó là gì? Cái công thức tính cảm từ tại điểm mờ do từ trường của dòng điện thẳng gây ra tại nó chính là 2 × 10^-7 nhân với I chia cho R. Chúng ta lưu ý là cái công thức này á, đối với dòng điện thẳng dài á, là có ký hiệu E nhỏ nhất đó, để biểu diễn cái khoảng cách từ điểm mờ đến dây dẫn thẳng dài. Thì từ đây chúng ta có thể, từ công thức này chúng ta có thể rút ra cái khoảng cách từ mờ đến dây dẫn. Các em có thể thay phương ứng này, 4 × 10^-5 bằng 2 × 10^-7 nhân với I ở đây là bằng 5 chia cho R. Và các em dùng máy tính bấm học sâu ra thì nó sẽ ra được kết quả N bằng 0.025m nhé. Cái này các bạn khi mà rút ra L từ cái công thức này á, là chúng ta phải ra đơn vị là mét. Thế sau đó các bạn muốn đổi sang cm thì ta lên đến 100. Còn nếu ai không thích đổi thì thôi. Như vậy chỗ này kết quả là bằng 2.5 cm. Đấy là cái đáp án của bài toán này.
bài số 4. Bài 4. Bài 4 như sau. Trong một khung dây tròn có 24 vòng dây. Cho một khung dây. Một khung dây nha, một khung dây tròn có 24 vòng dây. 24 vòng dây. Mỗi vòng có cường độ 0.5A. Mỗi vòng có cường độ là 0.5A. Chạy qua. Chạy qua chấm. Cảm ứng từ qua khung. Cảm ứng từ qua tâm của khung. Tâm của khung dây là 6.3 lên 10^-5 Tesla. Chấm. Hãy xác định bán kính của khung dây. Hãy xác định bán kính của khung dây. Rất đơn giản, đó là bài toán này, nó là một cái bài toán về từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn hình tròn. Bài toán này như sau. Bài toán này cho mình là 24 vòng dây, đem ký hiệu là N24 vòng. Và cho cảm ứng từ đi qua tâm O của vòng dây là B. Cô đã làm với O nhé, O là tâm của vòng dây. Bằng 6.3 nhân 10^-5 Tesla. Và có một cái vòng. Và thêm nữa là từ vòng dây đi qua khung, đó là 0.5A. Và đề bài yêu cầu mình là xác định bán kính của khung dây. Đó là từ vòng dây. Thế thì đây là một cái bài toán về từ trường và điện tròn. Cái công thức của điện tròn nó bổ các em thuộc nhé. Và lúc này chúng ta sẽ trả lời như sau. Bán kính của khung dây các em sẽ dùng công thức là BO sẽ bằng là gì? 2pi nhân 10^-7 nhân với MI chia cho. Các bạn lưu ý là cô đã ký hiệu cái bán kính của đường tròn là R lớn. Còn đối với cái công thức của cái bài số 3 đó, là có cách từ điểm mò đến dây dẫn thẳng, cô ký hiệu là R nhỏ. Có nhiều bạn là cứ đổi hai cái vị trí của cái này cho nhau. Thật ra thì nó cũng được thôi, nhưng mà khi chúng ta làm bài thì chúng ta phải chú ý cái cách mà mình ký hiệu nhé. Không cả nó sẽ bị nhầm. Bây giờ chúng ta sẽ thay cái BO này cho cô là 6.3 nhân 10^-5. Còn cái này sẽ là 2pi nhân 10^-7. N các em sẽ thay bằng 24 vòng ở đây. Cường độ dòng điện là 0.5. Và chia cho R là bán kính đường tròn bằng ẩm. Và lúc này các em dùng máy tính giải hàm sâu ra thì nó sẽ ra được N xấp xỉ là 0.12 đơn vị là mét. Từ công thức này các em rút ra bán kính thì có đơn vị là mét nhé. Và từ đây thì cũng có thể là họ yêu cầu mình tìm đường kính thì các em chỉ cần lấy bán kính nhân với 2 là nó sẽ ra đường kính của đường tròn. Đó là cái nội dung của bài số 4. Đó là một bài về từ trường của đường tròn. Thế còn là bây giờ chúng ta chuyển qua cái bài số 5. Bài số 5 này sẽ là một bài toán về từ trường của dòng điện chạy trong một dây trụ như sau. Người ta muốn tạo ra một từ trường. Người ta muốn tạo ra một từ trường có cảm ứng từ là B bằng 250 nhân với 10^-5 Tesla. Bên trong một khung dây, bên trong một khung dây dòng điện đi qua mỗi vòng, dòng điện qua mỗi vòng là 2A. Là 2A. Ống dài 50cm. Ống dài 50cm. Chấm. Hãy xác định số vòng
dây. Cùng chiều và cách nhau 40 cm, cách nhau là 40 cm. Chấm. Trong 2 giây có dòng điện cường độ là I1 bằng I2 bằng 100 A. Chạy qua. Hãy xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm đó. Mở rộng ra về cái bài toán của từng nguồn điện.
tác dụng lên một điểm nằm trong cái vùng không gian đó. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm cảm ứng từ tổng hợp tại cái điểm đó do từng cái dòng điện kia tác dụng lên. Thế thì ở đây cái bài toán của chúng ta đặt ra là nó là với hai cái dòng điện thẳng dài là I1 và I2 cùng tác dụng từ trường lên một điểm nào đó bất kỳ, và nhiệm vụ của chúng ta là phải đi tìm cái cảm ứng từ tổng hợp tại cái điểm đó. Vậy thì cái bài toán này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thế thì nếu mà các bạn nào mà nhớ lại thì chúng ta thấy rằng ở kỳ 1 trong cái đề thi học kỳ của chúng ta cũng đã có một cái bài toán về áp dụng nguyên lý trồng chất điện trường do các điện tích điểm cùng tác dụng lên một cùng tác dụng điện trường lên một điểm. Thế thì cái bài toán này cách làm cũng tương tự như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi cùng đi làm cái bài toán, giải quyết cái bài toán này nhé. Cái bài toán này đầu tiên trước hết là bao giờ chúng ta cũng sẽ phải vẽ hình ra. Bao giờ chúng ta cũng phải có hình vẽ. Chỉ có từ hình vẽ thì các em mới đưa ra được công thức để tính cho nó phù hợp thôi. Ở đây là hai dòng điện song song nhau là cùng chiều. Hai dòng điện song song với nhau thì chúng ta có thể đặt là song song với mặt phẳng bảng như thế này, hoặc cũng có thể là đặt vuông góc các mặt phẳng bảng như thế này thì cũng được gọi là song song. Được chưa nhỉ? Thế thì ở đây cô giả sử cô có hai cái dòng điện mà chúng ta nhìn thấy mặt cắt ngang của nó là I1 và I2. Chúng ta đang nhìn thấy mặt cắt ngang của dòng điện và được đặt song song mà với nhau và vuông góc các mặt phẳng bảng như thế này. Đây là hai dòng điện chạy cùng chiều nhau thì chúng ta có thể biểu diễn bằng hai dấu chấm hoặc là hai dấu cộng. Hai dấu chấm là thể hiện dòng điện đang có chiều hướng từ trong ra trước mặt phẳng bảng, còn hai dấu chấm, hai dấu cộng thì chúng ta hiểu rằng là dòng điện nó có chiều đi từ ngoài vào trong mặt phẳng bảng. Thế thì ở đây cô biểu thị bằng hai dấu chấm nhé. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ dùng thước, các em sẽ dùng thước, các em sẽ nối hai cái dòng điện lại với nhau bằng mét đứt và các em kéo dài cái đường nối hai dòng điện này ra. Đó. Sau đó chúng ta sẽ xác định vị trí của điểm M trên cái hình vẽ này. Và cái điểm M này của chúng ta với cái giả thiết đề bài cho khoảng cách I1, I2 ở đây cái đoạn này, đề bài cho là 40cm. Đề bài cho là 40cm. Trong khi người ta yêu cầu mình là tìm xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M cách dây I1 10 và cách dây I2 là 30. Vậy thì với cái điều kiện của cái bài toán này, chúng ta sẽ thấy rằng điểm M không thể nằm ngoài cái đường nối hai cái dòng I1 I2 được, bởi vì nó bị vi phạm một trong ba cái điều kiện tồn tại của tam giác. Cho nên là chắc chắn là M phải nằm trên đường nối hai cái điểm, hai cái dòng I1 I2 này nhá, bạn lưu ý điều đó. Và sau khi chúng ta đã giới hạn được khoanh vùng được cái điểm vị trí của điểm M rồi thì chúng ta sẽ xác định điểm M nó sẽ có ba cái vị trí như sau. Một là điểm M nó có thể nằm giữa hai cái dòng I1 I2. Hai là điểm M nó có thể nằm bên trái của dòng I1. Và ba là điểm M có thể nằm bên phải của dòng I2. Thế thì bây giờ với cái điều kiện là I1M là 10cm và I2M là bằng 30cm. Thế thì M nằm ở đâu? Thì chắc chắn là chúng ta so ra chúng ta sẽ thấy rằng điểm M nó sẽ nằm giữa hai cái dòng I1, I2 và lệch về gần về phía I2 hơn một chút. Đó, đấy là chúng ta đã xác định xong vị trí của điểm M. Sau khi vẽ hình và xác định được đúng vị trí điểm M rồi, bắt đầu các em sẽ xác định cho cô các vector B1 và vector B2 của I1 và I2 tác dụng của M. Thế thì bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta được xác định được B1 với B2? Thì hôm trước cô đã hướng dẫn các em rồi, đó là với dòng điện thẳng thì từ trường của nó sẽ là hình tròn. Cho nên chúng ta sẽ vẽ hai đường tròn tâm I1 và tâm I2 cùng đi qua điểm M như sau. Vẽ đường tròn thứ nhất tâm I1 đi qua điểm M, và vẽ đường tròn thứ hai tâm I2 đi qua điểm M. Hai đường tròn này các em lưu ý là nó phải tiếp xúc với nhau tại điểm M nha. Tiếp xúc với nhau tại điểm M. Sau đó các em sẽ đặt dùng nắm tay phải này. Các em dùng nắm tay phải, các em đặt tay phải sao cho ngón tay cái chõe ra 90 độ chỉ theo dọc theo chiều của dòng điện đang hướng từ sau ra trước mặt phẳng bảng. Vậy thì lúc này chiều từ cổ tay đến ngón tay sẽ là chiều của các vector cảm ứng từ tại mỗi điểm. Vậy thì với những điểm nằm ở phía bên trái của dòng I1 này thì các vector cảm ứng từ
nó sẽ là tiếp tuyến đường tròn và sẽ có chiều hướng xuống dưới. Vậy thì với tất cả những cái điểm nằm phía bên phải của dòng I1 thì cái vector cảm ứng từ nó sẽ phải là tiếp tuyến của đường tròn tâm I1 và hướng lên phía trên. Các bạn nhìn theo bốn cái ngón tay của cô, nó chỉ nên hướng lên phía trên thì cái vector bên này của chúng ta sẽ cảm ứng lên trên nhá. Đấy là vector bên này. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ đặt tay đối với dòng I2. Đối với dòng I2 thì dòng I2 này có chiều hướng ra ngoài, cho nên các em sẽ đặt tay như thế này. Đấy, các em sẽ đặt tay như thế này thì các em sẽ thấy rằng là gì? Khi chúng ta đã đặt đúng cái chiều của dòng điện rồi thì chiều của tay nó móng tay sẽ là chiều của vector cảm ứng từ V2. Và cái vector cảm ứng từ V2 tại điểm M nó sẽ là tiếp nối từ dòng tâm V2. Thế thì sau khi mà chúng ta vẽ ra như thế này thì các em sẽ rõ ràng là các em sẽ thấy được là V1 và V2 nó sẽ ngược hướng nhau, đúng không nhỉ? Và từ đó chúng ta sẽ chọn phương thức tính độ lớn cảm ứng từ độ khoảng cách trong trường hợp nhé. Thế thì chỗ này chúng ta sẽ đầu tiên sau khi vẽ hình xong thì chúng ta chuyển sang cái bước tiếp theo, đó là các em sẽ viết cái biểu thức cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M, nó sẽ bằng là vector B1 cộng với vector B2. Tức là từ trường tại điểm M nó sẽ bằng tổng hai cái từ trường B1 và B2 của hai dòng I1 nó cộng lên. Sau khi viết được biểu thức vector rồi thì chúng ta đánh giá phương của chiều của hai vector B1 B2. Vector B1 sẽ cùng phương và ngược chiều với vector B2. Cho nên cái độ lớn tại M sẽ được tính bằng hiệu của hai vector B1 và hiệu của hai độ cảm từ B1 B2. Và cái này chúng ta sẽ lấy trị tuyệt đối nhé, vì là cái M của chúng ta bắt buộc phải có giá trị dương. Sau đó là chúng ta phải tính B1 B2 ra, chúng ta kết vào đây thì chúng ta sẽ tính được M. Cái này nó sẽ bằng trị tuyệt đối. B1 là cảm ứng từ của dòng điện thẳng dài I1 gây ra tại điểm M, cái này công thức của dòng điện thẳng. Các bạn lưu ý chỗ này sẽ là 2 nhân 10 với trừ 7 nhân với I1 chia cho R1. R1 chính là bán kính của đường tròn tâm I1. Cái R1 này nó chính là bằng đoạn I1M đấy các bạn, bằng 10 cm. Cái này chính là bằng 0,1 đấy các bạn nhé. Đó, 10 cm tính cái độ sang. Thế còn cái này cũng là 2 nhân 10 với trừ 7 nhân với I2 chia cho R2. Trong đó R2 ở đây á là bán kính của đường tròn tâm I2. Cái R2 đây là bán kính của đường tròn tâm I2, 30 cm.